Mở hàng cho đợt báo cáo dữ liệu kinh tế quý 2 của Đông Nam Á là Singapore và kết quả tăng trưởng của đảo quốc sư tử là vô cùng khả quan. GDP quý 2 tăng đến 15,2% so với quý trước, cao gần gấp đôi kỳ vọng ban đầu. Singapore đã khiến giới đầu tư bất ngờ khi tăng trưởng cao gần gấp đôi dự đoán. Dự đoán ban đầu chỉ là tăng 8,3% so với quý trước, nhưng kết quả thực tế lại là 15,2%, mức GDP cao nhất trong gần 2 năm qua của đảo quốc sư tử. Còn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, GDP quý 2 năm 2013 của Singapore tăng 3,7%. Nếu xét từng lĩnh vực thì lĩnh vực xây dựng và dịch vụ của Singapore tăng trưởng mạnh nhất, tăng 9% so với quý trước và tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, trong quý 2 lĩnh vực xây dựng tại Singapore không tốt bằng thời gian trước vì bị ảnh hưởng bởi chính sách giảm nhiệt thị trường bất động sản. Tăng trưởng ít hơn xây dựng và dịch vụ, nhưng lĩnh vực sản xuất của Singapore lại phục hồi rõ rệt khi tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái và 37,6% so với quý trước, trong khi 3 tháng quý 1 bị sụt giảm. Với kết quả này, kinh tế Singapore hiện đang khởi sắc nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng dù vậy vẫn còn nhiều nỗi lo vì Singapore vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được thời kỳ suy yếu khi nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm, tác động xấu đến xuất khẩu. Chưa kể ông lớn của châu Á là Trung Quốc còn phải nhìn xuất khẩu giảm thì Singapore rõ ràng phải e ngại cho 6 tháng sắp tới.